Chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Đoàn xe Tổng thống Putin di chuyển trên đường phố Hà Nội. Đến Hà Nội lúc rạng sáng 20 tháng 6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ngay trong sáng cùng ngày đã có một lịch trình làm việc dày đặc trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Tổng thống Vladimir Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đến Hà Nội lúc hơn 2 giờ sáng 20 tháng 6. Bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Vladimir Putin và đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga có các cuộc hội đàm, hội kiến, trao đổi với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và một số hoạt động có ý nghĩa quan trọng khác. Qua đó tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga. Tổng thống Vladimir Putin từng 4 lần thăm Việt Nam. Chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hiện thực hóa tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030. Thắt chặt an ninh, bảo vệ an toàn chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin đến Việt Nam. Để chuyến thăm của Tổng thống Nga đến Việt Nam diễn ra an toàn, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn. Theo đó, ngày 18 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn đoàn Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam, thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6. Theo đó, để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của đoàn Tổng thống Nga Vladimir Putin trên địa bàn thành phố, Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án bảo vệ nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của đoàn Liên bang Nga diễn ra tại thủ đô. Tại hội nghị, các phòng chức năng của các cục nghiệp vụ Bộ Công an đã tham gia ý kiến góp ý bổ sung vào phương án, trong đó nhấn mạnh đến công tác phân luồng, phân tuyến, đảm bảo an toàn giao thông, công tác phối hợp trực chiến, chế độ thông tin báo cáo và dự kiến các tình huống phát sinh. Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Liên bang Nga là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó, các đơn vị của Công an thành phố phải nhận thức sâu sắc công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho đoàn là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thực sự nghiêm túc, không được chủ quan. Từ những khó khăn thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung phương tiện thực hiện công tác bảo vệ, đảm bảo huy động tối đa lực lượng, bố trí tại tất cả các khu vực diễn ra các hoạt động của đoàn khách quốc tế, phân công cụ thể rõ người, rõ việc, không để xảy ra bất kỳ thiếu sót làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ đoàn. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nêu rõ, các đơn vị trực tiếp tham gia công tác bảo vệ phải tổ chức, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng bảo vệ vòng trong, vòng ngoài, nhất là trong công tác nắm tình hình, chủ động, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin trong giải quyết các tình huống cụ thể. Trong đó, Phòng Cảnh sát Giao thông được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện để triển khai phương án bảo đảm giao thông, dẫn đoàn trong suốt quá trình hoạt động của đoàn tại Hà Nội. Tăng cường tuần tra kiểm soát, triển khai phương án số 4 giải tỏa ùn tắc giao thông ngay sau khi đoàn đã đi qua. Đến sáng ngày 19 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết trong các ngày 19 và 20 tháng 6, trên địa bàn sẽ diễn ra các hoạt động đón đoàn Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Để bảo đảm an ninh an toàn phục vụ đoàn khách quốc tế, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau. Từ 7 giờ ngày 19 tháng 6 đến 22 giờ ngày 20 tháng 6, tạm cấm đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe chở khách tuyến cố định trên một số tuyến đường giao thông theo hiệu lệnh chỉ dẫn của lực lượng chức năng. Hạn chế đối với ô tô cá nhân, xe máy hoạt động trên các tuyến đường giao thông thuộc địa bàn các quận, huyện như Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế như sau. Các phương tiện đi từ tỉnh phía Đông, Đông Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương. Đi các tỉnh phía Nam thì sẽ đi theo hướng cầu Thanh Trì, Pháp Vân, đi các tỉnh phía Nam và ngược lại. Các phương tiện từ tỉnh phía Đông, Đông Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, đi các tỉnh phía Bắc, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, sẽ đi theo hướng quốc lộ 5, cầu Thanh Trì, cầu Phù Động, quốc lộ 3,
để đi các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Ngoài ra, các xe từ các tỉnh phía Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam đi các tỉnh phía Bắc, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên sẽ đi theo tuyến Pháp Vân, Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, Phùng Hưng, Sa La, Văn Phúc, Lê Trọng Tấn, tỉnh lộ 70, Nhổn, quốc lộ 32, cầu Vĩnh Thịnh hoặc cầu Trung Hà đi các tỉnh phía Bắc, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên và ngược lại. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết các phương tiện hạn chế lên đường Vành Đai 3, đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến đến Võ Văn Kiệt trong 2 ngày nêu trên. Phủ Chủ tịch trước lễ đón Tổng thống Nga Putin. Trưa ngày 20 tháng 6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo nghi thức trang trọng nhất. Lễ đón được thực hiện theo nghi lễ đón tiếp nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước. Dự kiến 21 loạt đại bác sẽ được bắn ở Hoàng thành Thăng Long để chào mừng. Đây là nghi thức chào đón nguyên thủ quốc gia trang trọng nhất. Sau lễ đón cấp nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin sẽ dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới. Hai bên cũng sẽ đánh giá về tình hình quốc tế, nhất là các vấn đề cùng quan tâm. Trong chuyến thăm thứ năm tới Việt Nam này, ngày 20 tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin và đoàn đại biểu cấp cao của Nga có các cuộc hội đàm, hội kiến, trao đổi với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và một số hoạt động có ý nghĩa khác, qua đó tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ Việt-Nga. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!